và người manager 500 là 1000. Thì hôm nay tôi lên tôi trả, tại vì nó nói là phải do it within 10 business day. Ngày 27 là ngày thứ 3 tháng 11. Hôm nay là ngày 11 tháng 12, tức là đúng 10 ngày sau nè. Tôi đợi tại không có tiền phải không? Cho nên phải chờ đến phút cuối rồi nó mới lên tôi trả cái fine 500 là 1000. Thì hôm nay lên hỏi nó nói mày để làm cái renewal license tao đến bao lâu mới xong. Cái nó nói là hôm nay tụi tôi mới làm tới ngày 19 của tháng 11 thôi, mà bạn nộp vô là ngày 30 tháng 11 thì nó tính đúng exactly á là 15 business day á, không kể weekend á. Nó nói bạn sẽ nhận được ngày 21 tháng 12. Thì nó nói vậy, cái nó đâu chịu nhìn đâu, nó chỉ nói vậy thôi. Thế là tôi phải chấp nhận thôi và bây giờ đi về. Thế là hôm năm nay cái board of examiner nó ăn tiền của tụi tôi là 50 đồng tiền expired license bị phạt ha. Tiền mà 325 đồng mà không bị phạt á, renew thì cũng là tiền mình phải chi phí rồi phải không? Nhưng mà tiền 50 đô là bị phạt ha. Rồi cộng với 1000 đô nữa thì hôm năm nay tôi gọi là nó ăn được tụi tôi là tất cả là 1500 đô. Ơ 1050 đô, xin lỗi 1050 đô đó. Đầu điếng như là bò đá bọng nhái vậy nha các bạn. Đau quá đầu. Ok. Sorry. Frustration tức là bực bội nè ha. Cho nên giờ đi mua đồ ăn mới được. Mà các bạn biết mà mua đồ ăn á mà mang về nhà ăn á thì được trừ thuế 100%. Ok. Còn ăn ở nhà hàng á mà có bạn bè á mà nói chuyện business á thì trừ thuế được 50%. Thôi mình đi ăn 100 đô thì mình trừ thuế được có 50 đô thôi, tức là 50%. Còn nếu mình mua thức ăn về nhà ăn á mà có home business base ở nhà á thì trừ hết 100 đô lắm luôn. Cho nên bây giờ tôi đi đến tiệm Tây Hồ nè. Tôi thích Ái Huê hơn. Tây Hồ cũng good, tại Ái Huê nó có mấy cái đồ vặt linh tinh á, cho nên tôi đến đó tôi mua để ăn vặt á. Thì hôm nay thích, mà hôm nay thứ ba nó đóng cửa khổ vậy á, bực rồi á. Đây là đường Victoria hồi xưa có cô bạn nhài Jasmine, she có mở cái deli ở đây hiên nhưng mà unsuccessful, sau 1 năm phải đóng cửa. Cho nên tôi vừa đậu xe đó, cho nên tôi nhớ cô bạn nhà Jasmine đó. Và bây giờ tôi đang sửa soạn đến đường Dell, ngay Sun Food này ha. Victoria giờ đến đường Dell xong rồi kế tiếp là tới tiệm Tây Hồ. Bực quá, Ái Huê nó không có mở hôm nay. Thôi Tây Hồ cũng được đi. Tây Hồ có một cô bạn, cô bé kia, cô rất là trẻ, chắc 25-30 thôi, mà tôi thấy cô rất là xinh, một người waitress rất là xinh mà dễ thương, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ thôi. Hôm nào vô cũng hi, how are you, how's your kid, tại vì cô có một đứa bé, hồi đó cô có bầu mà ha, nhìn so glowing, tức là Mỹ nó gọi là you pregnant and you glowing, cô bé nó rất là glowing các bạn ơi. Và hồi đó tôi cũng là mình admire her beauty from afar, phải không? Mình secret admire, nó cô rất là dễ thương. Cô đáng tuổi cháu mình đó. Tôi 51 rồi, cô chắc 25-27. Miễn sao adult, mình có thể thèm thuồng được phải không? Miễn sao adult, tức là cô bé này hy vọng hôm nay gặp cô. Nhìn dáng đẹp thôi là cũng được, cũng happy đối với tôi rồi, ok? Mình là man a visual creature, cho nên mình nhìn thấy sắc đẹp là mình mê ly, ok? Cho nên hy vọng giờ tôi đến chỗ cô Kim nào, cô lấy cái order, nhưng mà đến nó hy vọng gặp cô đó. Tôi không biết cô đó tên gì nữa, đâu dám hỏi tên đâu. Nói you're a creep, you're old man creep đấy, không muốn hỏi tên. Nhưng mà ở Tây Hồ có một cô waitress rất là xinh. Ok, nói nhảm nhiều rồi, 6 giờ 6 phút 30 giây rồi. Ok, bị phạt Minnesota, bye bye. Cường, YouTube của tôi là Cường FBI ha, hoặc là Cường Unlimited. Còn Instagram của tôi á là Kangen Water Panacea. Ok, Kangen Water Panacea. Tức là tôi drink Kangen Water nhiều lắm nha. Ok, bye bye. Ok, tôi vừa đi ngang qua tiệm mà Triều Châu, ok, Triều Châu. Ái Huê này, Ái Huê. Và ngay đây là Hot Pot Little Szechuan, ok. Rất là... Khu này tôi ăn uống ở đây khá nhiều, tại vì tôi hay lên trên đây ăn Hot Pot lắm, các bạn biết không?
cái ho là cả 10 ngày rồi vẫn còn bị ho, nhưng mà người nó khỏe hẳn rồi. Cái này cái residual thôi, tức là nó, cái phần còn lại nó sắp sửa nó bị đá răng rồi, nhưng mà thật mà nói nó vẫn còn still annoying the hell out of me. Holy crap, why is this always crowded? Man, Tây Hồ đây so crowded, man. Rồi, không có chỗ đậu rồi. Thùng rác, biết ngay mà, thùng rác nó đâu có chỗ đậu ngay thùng rác đâu. Man. Okay, ngưng nha.